bổ sung dinh dưỡng của 3 tháng cuối thai kỳ. Thứ nhất, đó là trong 3 tháng cuối thai kỳ mình sẽ duy trì bổ sung đó là hàm lượng sắt và canxi. Sắt thì sẽ bổ sung dao động từ 60 đến 80mg trên một ngày. Canxi mình sẽ tăng cường lên từ 1.800 đến 2.200mg trên một ngày. Tiếp tục là omega 3 mình vẫn duy trì từ 2 đến 3 viên trên một ngày để làm sao là giúp cho cái bổ sung DHA và omega nó tốt hơn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ bổ sung thêm đó là hai loại vitamin cực kỳ quan trọng. Vitamin thứ nhất đó là vitamin E. Vitamin E nó sẽ giúp cho da người mẹ sáng hơn và giúp cho da mẹ sẽ căng bóng trong quá trình thời điểm cuối thai kỳ và sau khi sinh. Bên cạnh đó, vitamin E sẽ giúp cho giãn nở vùng cái xương chậu tốt hơn trong quá trình sinh sắp tới để chào đón em bé. Loại thứ hai đó là vitamin C. Vitamin C thì sẽ giúp cho tăng cường sức đề kháng của mẹ và bé trước và sau khi sinh. Chúng ta hãy duy trì và bổ sung thêm hai loại này. Và thêm những cái thực phẩm dinh dưỡng trong thời điểm 3 tháng cuối thai kỳ cần lưu ý. Đó là mình sẽ bổ sung thêm đó, từ tuần thứ 32 và 33. Các bạn có thể ăn thêm đó là cái dạ dày hấp tiêu để phòng tránh tước mọc răng của bé sau này. Thứ hai đó là mình sẽ ăn các sản phẩm hay uống các sản phẩm từ mè đen. Vì mè đen nó sẽ làm mát thanh nhiệt cơ thể, làm mát cơ thể. Thứ hai đó là sẽ là giúp cho cái quá trình sinh nở và sau này á, nó sẽ cực kỳ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tuần cuối, tuần rơi vào khoảng tuần thứ 38 đến 40, mình sẽ mỗi một ngày mình sẽ ăn thêm một quả dứa để kích thích quá trình sinh nở. Đó là những cái mà mình có thể bổ sung hàng ngày. Được chưa ạ? Ok, chúc các mẹ có một cái thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.